Thảo xin chào các bạn. Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ Thảo trong những tháng qua mà Thảo làm kênh YouTube. Và Thảo rất là cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hôm nay là tháng 3 rồi mà buổi sáng thức dậy trời mưa đá tuyết rất là lạnh. Thảo làm một ly trà nóng bằng thảo dược, cây cỏ. Sáng thức dậy lúc nào cũng uống một ly trà, rồi sau đó mới ăn sáng hoặc là uống cà phê. Và những cuốn sách mà người bạn đem từ Việt Nam qua cho Thảo, Hạt giống tâm hồn, thì dạ, Thảo vô tình dở một cái trang là Bàn tay của mẹ. Thì Thảo liền nghĩ đến mẹ, mà trong quá khứ đôi lúc mình cũng làm cho mẹ buồn trong vô thức. Thì qua câu chuyện này thì Thảo nghĩ ai trong chúng ta cũng đều làm cho mẹ, đôi lần làm cho mẹ đau lòng và mẹ buồn. Nhưng mà trong chúng ta không có đủ dũng khí để xin lỗi mẹ. Nhưng mẹ mình mà luôn luôn bao bọc và che chở, không giận mình nhiều, nhanh quên. Nhưng mà mình, những cái sự mà mình làm mẹ tổn thương thì mình vẫn áy náy trong lòng, mà suốt thời gian mà mình vẫn không giải tỏa được. Thì Thảo đọc cho các bạn nghe cái câu chuyện này để mình, ai trong chúng ta có trong này không nha, hình dáng mình trong cái câu chuyện này. Bây giờ Thảo đọc cái bài này cho mọi người. Bàn tay của mẹ, mẹ là người luôn ở bên cạnh bạn khi tất cả đều bỏ bạn mà đi. Trong suốt thời thơ ấu của tôi, đêm nào mẹ cũng đưa tôi vào giường ngủ. Sau đó mẹ cúi xuống vén tóc của tôi sang một bên rồi hôn trên má tôi. Tôi không nhớ từ khi nào mình bắt đầu cảm thấy khó chịu với chuyện đó, nhưng tôi không thoải mái mỗi khi bàn tay chai sừng của mẹ chạm vào da tôi. Cuối cùng một đêm nọ, tôi lớn tiếng nói với mẹ: tay mẹ cứng quá, mẹ đừng chạm vào mặt con nữa. Mẹ tôi lặng im không nói gì. Từ đó trở về sau, mẹ không bao giờ thể hiện tình yêu thương với tôi bằng cử chỉ quen thuộc đó. Câu nói đó ám ảnh tôi mãi về sau, nhưng tôi không đủ can đảm để nói lời xin lỗi mẹ. Suốt nhiều năm sau đó, tôi vẫn không quên được cái đêm ấy. Tôi nhớ hơi ấm bàn tay mẹ và nụ hôn chúc ngủ ngon của mẹ. Ký ức đó luôn nằm đâu đó trong tâm trí ám ảnh của tôi. Tôi cũng nhớ đến những việc mà đôi bàn tay thô ráp của mẹ đã làm cho cả gia đình. Mẹ là bác sĩ của chúng tôi và người chúng tôi tìm đến hỏi khi bị đau bụng hoặc té trầy đầu gối. Tôi chưa thấy ai làm món gà chiên ngon hơn mẹ. Và mẹ biết mỗi một cách rất hay để loại bỏ vết bẩn khỏi quần áo, việc mà tôi không bao giờ làm được. Qua nhiều năm, đôi bàn tay đã làm không biết bao nhiêu công việc cực nhọc để mang lại cho chị em tôi được cuộc sống tốt nhất. Giờ đây tôi đã trưởng thành và có cuộc sống riêng. Cha tôi đã mất, vì vậy vào những dịp đặc biệt tôi thường đến thăm nhà và mẹ và ngủ lại ở đó. Tôi nhớ hôm đó là lễ tạ ơn, và khi dần chìm vào giấc ngủ trên giường thở nhỏ của mình, tôi cảm nhận một bàn tay quen thuộc ngập ngừng vén mái tóc của tôi qua một bên. Sau đó một nụ hôn nhẹ nhàng được đặt trên trán tôi. Ký ức về cái đêm tôi sẵn giọng phàn nàn tay mẹ cứng quá, từng chạm vào mặt con, lại ùa về lấp đầy tâm trí tôi. Tôi vô thức nắm lấy bàn tay mẹ và nói lời xin lỗi về hành động của mình vào đêm đó. Nhưng dường như mẹ không hiểu tôi đang nói gì. Hóa ra mẹ đã quên lời nói gây tổn thương đó.
và tha thứ cho tôi từ lâu. Đêm hôm ấy, tôi chìm vào giấc ngủ trong sự thanh thản và trong tay yêu thương của mẹ. Cảm giác tội lỗi tôi đeo mang trong suốt bao năm tháng qua đã hoàn toàn tan biến. Thảo đọc cái một câu chuyện ngắn thôi nhưng mà rất là chạm vào trái tim tôi. Nếu mà các bạn có nghe câu chuyện này thì đâu đó các bạn cũng sẽ có một vài có bóng dáng mình trong đó. Thảo nghĩ là như vậy. Thì câu chuyện mà năm xưa mà Thảo không có làm cho mẹ, cũng có nhiều lần làm tổn thương đến với mẹ tôi. Nhưng mà có một lần mà tôi tự nói trong lòng mà mẹ tôi không có nghe, là Thảo đọc xong hai cái câu chuyện, một câu chuyện bàn tay của mẹ nó chỉ có hai trang thôi mà đã làm Thảo sâu lắng và cảm động đến rưng rưng nước mắt. Thì Thảo nhớ đến chuyện ngày xưa, lúc đó Thảo 8 tuổi, 9 tuổi hoặc 10 tuổi gì đó, Thảo không nhớ rõ cái tuổi nhưng mà rất là nhỏ. Mẹ mình buôn bán quán, thì trong xóm thì ai cũng được đi chơi chạy nhảy, nhưng mà riêng Thảo thì phải phụ gia đình là dẹp dọn, bưng tô ra rồi bưng đồ ăn cho khách, rửa tô. Nói chung là lúc đó không có thấy cực, nhưng mà tại vì còn nhỏ ham chơi nên Thảo không có thích. Trong vô thức thì Thảo cũng làm cho mẹ Thảo buồn nhiều lắm. Nhưng mà cái câu chuyện này mình nghĩ mẹ mình không biết, tới bây giờ mình áy náy mấy chục năm, bây giờ luôn tiện cái đọc cái câu chuyện bàn tay của mẹ thì Thảo cũng tâm sự cho đỡ áy náy cái câu chuyện mà Thảo để trong lòng mấy chục năm không nói, mà mẹ Thảo cũng không biết đâu. Lúc đó thì cái tuổi ăn tuổi lớn được đi chơi mà mình bị bắt phải làm, thì lúc đó trong cái suy nghĩ của mình nói cầu cho mẹ mình chết đi để cho mình được đi chơi, mình không phải phụ nữa. Thì hôm đó mẹ Thảo đi lấy thịt về để nấu cho quán, ngồi trên chiếc xe ôm người ta chở. Mẹ Thảo có mái tóc dài rất là dài, đẹp lắm, đen dày. Thì mẹ Thảo bị tai nạn xe, lúc đó ngã ra máu me tùm lum hết rỉa đường. Thì Thảo chạy tới thì chỉ nhìn mà khóc, mà hối hận, tại vì trong suy nghĩ của mình cầu cho mẹ mình chết mà, nhưng mẹ mình bị tai nạn thì mình lại hối hận cái suy nghĩ của mình. Mà tới bây giờ mà Thảo cũng không có biết tại đó là suy nghĩ, thì chỉ nhìn mẹ khóc và ân hận. Nên ai trong chúng ta có thể xin lỗi mẹ lúc mẹ còn sống, hoặc là ôm mẹ thật nhiều khi mẹ còn sống. Cảm ơn câu chuyện trong cuốn Hạt Giống Tâm Hồn này đã cho Thảo cái dũng khí để kể câu chuyện và xin lỗi mẹ. Mẹ, con xin lỗi mẹ.